Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 332 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự động viên ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước lại nói, thời gian đằng đẵng trôi qua, 40 năm sau tại tổ đình, Mục Tiên Thiên tái khởi đao binh, tụ tập thần ma của Tử Vi và vũ trụ cổ lão. Nàng vây khốn 64 tòa thần thành của tổ đình, vậy mà vây mà không công, rằng co thời gian gần 10 năm. Trên dưới tổ đình đều biết quyết chiến sắp tới. Đám thần ma này đều biết rõ ràng có một đao đang treo trên đỉnh đầu chính mình, lại không ngờ một lần này treo lên chính là hơn 10 năm như vậy. Một ngày này, Tư Mệnh chủ mẫu lâm bồn, hạ sinh ấu tử, đặt tên là Hoàng Thần, ngược lại cũng mang tới cho tổ đình vốn đang cực kỳ áp lực tăng thêm một phần cảm giác vui mừng. Rất nhanh, Trung Hoàng Thần đã tròn một tuổi, vô cùng thông minh lanh lợi, đã biết nói, biết viết, vô cùng khả ái, được rất nhiều thần ma của tổ đình tán dương là thánh minh trời sinh. Đột nhiên có một ngày, đại quân thiên đình ở bên ngoài 64 tòa thần thành chợt có dị động. Trên dưới tổ đình không khỏi nghiêm nghị, trong lòng biết rõ quyết chiến cuối cùng sắp tới. Bất quá bọn họ đã chờ đợi một ngày này đã rất lâu, bởi vậy cho dù một ngày này đã tới thì bọn họ cũng không hề kinh hoàng, trái lại lại vô cùng bình tĩnh. Trên thì từ đám cổ thần vương, bọn Càn Đô, Lôi Trạch, Thần Hậu, dưới tới đám phàm nhân nhân tộc, tất cả đều là một mảnh thản nhiên, không chút nào bộ dáng tai vạ tới nơi. Tư Mệnh vô cùng thản nhiên ám con trai còn nhỏ đi tới đại điện ám võng, sau lưng hai người bọn họ là thống soái các quân của tổ đình, cùng với từng tôn đế, còn có đám thần vương thái cổ bọn Càn Đô, Lôi Trạch, Thần Hậu, Táng Linh, Thiên Huyền, Thiên Cơ. Ngay cả mẫu hoàng đại đế cũng có mặt ở trong này. Đám nương nương bọn Âm Phiền Huyên, Kim Hà Hề, Hoa Thiến Mân, Khâu Cấm Nhi, Thạch Câm Cơ, Quân Tư Tà, Y Uyển Quân, Yêu Tinh Nhi cũng đi theo sau lưng của Tư Mệnh, sắc mặt đám người cực kỳ bình tĩnh. Đại điện ám võng thông suốt bốn phương tám hướng, từng đạo quang mang ám sắc giống như trường hà trầm tịch đi thông tới các nơi trong vũ trụ. Nơi này là ám võng do Phục Vân Đạo Tôn lưu lại, là thông đạo mà hắn lưu lại dùng để phản công các tộc trong thiên hạ, nhưng hiện tại lại chỉ có thể dùng vào mục đích khác. Tại đầu nguồn của một đạo trường hà ám lưu, trong số đó có neo đậu một chiếc thuyền nhỏ. Hoàng Thần, đừng sợ, đừng sợ. Tư Mệnh đặt hài tử trong ngực lên trên chiếc thuyền nhỏ, lộ ra nụ cười hòa ái, nhẹ giọng an ủi Trung Hoàng Thần. Trung Hoàng Thần vô cùng yên tĩnh, tự hồ cảm giác được không khí có chút áp lực, bởi vậy cho dù rất sợ hãi thế nhưng cũng không khóc thành tiếng. Chư quân, hãy chúc phúc cho hài tử này đi. Tư Mệnh đứng thẳng người dậy, nhẹ giọng nói. Sắc mặt từng tôn thần ma nghiêm nghị, dùng thần lực và đại đạo biến thành lời chúc phúc. Vô số đạo âm chấn động trong đại điện ám võng, biến thành vô số hoa văn huyền diệu, không ngừng tiến nhập mi tâm của hài tử ở trên chiếc thuyền nhỏ. Lôi Trạch Thần Vương cắt vỡ cổ tay, Long Huyết Huyền Hoàng tuôn trào, lưu lại một đạo ấn ký long hình trên nội tâm của Trung Hoàng Thần. Thần Hậu Nương Nương cũng cắt vỡ cổ tay, Thần Huyết Bích Thanh tuôn trào, lưu lại một đạo ấn ký xà hình ở trên nội tâm của hắn. Hai đạo ấn ký long xà nhất thời mà cuốn lấy nhau. Càn Đô Thần Vương thì lạc ấn 19 thiên đạo đồ trên lồng ngực của hắn. Thiên Cơ Thần Vương thì cởi xuống cái yếm của chính mình buộc lại trên người của Trung Hoàng Thần. Thiên Huyền Thần Vương thì gieo vào trong mi tâm của hắn thần thông của chính mình. Thiên Huyền thấp giọng nói, chúng ta sẽ mê muội Thiên Cơ, khiến cho đám đối địch kia không thể tính ra tung tích của ngươi được. Chư thần không ngừng ngâm sướng đạo âm trầm thấp du dương, các loại ánh sáng, các loại màu sắc không ngừng tiến vào trong thân thể nho nhỏ của Trung Hoàng Thần. Chư thần chúc phúc kẻ này một đường bình an, vô kinh vô hiểm.
Chư thần chúc phúc kẻ này, địch nhân không cách nào biết được lai lịch của hắn, không cách nào biết được phương vị của hắn, không thể do thám được cha mẹ của hắn là ai. Chư thần chúc phúc kẻ này, thông minh lanh lợi, một trận trăm thông. Chư thần chúc phúc kẻ này, nhục thân trường tồn, nguyên thần đời đời vững chãi. Chư thần chúc phúc kẻ này, vũ dũng quả cảm, không sợ gian nan. Chư thần chúc phúc kẻ này, biết được cố sự, kế thừa di chí. Chư thần chúc phúc kẻ này, nhiều con nhiều cháu, con cháu khắp nơi trên mặt đất. Một lúc sau lễ tất, Tư Mệnh không người xuống, khẽ hôn lên trên trán của Trung Hoàng Thần, rồi thôi động chiếc thuyền nhỏ, để cho chiếc thuyền nhỏ lái vào trong Trường Hà ám võng tĩnh lặng. Táng Linh, người đi theo hắn bảo vệ thiếu chủ. Táng Linh Thần Vương khom người, phóng người nhảy vào trong ám võng, thân hình biến mất không thấy đâu nữa. Mẹ! Trên chiếc thuyền nhỏ, Trung Hoàng Thần giòn giã kêu lên, trong mắt có thần sắc không hiểu và kinh khủng, khó có thể giải thích vì sao mẫu thân lại vứt bỏ chính mình như vậy. Thân thể của Tư Mệnh run lên, trên miệng vẫn như cũ nở nụ cười hòa ái, ôn nhu hát một bài đồng dao. Hải Như ngoan, Hải Như ngoan, Trường Hà phiêu linh chớ khóc quấy, chậm rãi trôi giạt về nơi xa, giống như nhẹ nhàng lắc lư trong lòng mẹ vậy. Hải Như ngoan, Hải Như ngoan, mau mau lớn lên chớ khóc quấy, tình không vô tận đường gian nan, tình thương của mẹ vẫn luôn đi theo ngươi. Hải Như ngoan, Hải Như ngoan, mẫu thân không có, chớ khóc chớ quấy, hắc cá mênh mông nhiều nguy hiểm, tiến về phía trước chớ quay đầu lại. Hải Nhi ngoan, Hải Nhi ngoan, yêu ma quỷ quái không cần sợ, Hải Nhi bình an, mẹ mỉm cười, mẹ mỉm cười. Mẹ, mẹ à. Tiểu Hải Nhi gần một tuổi oa khóc lớn, bị ám võng chậm rãi đưa về phương xa. Hải tử của ta. Tư Mệnh thì ngơ ngẩn nhìn theo Trường Hà ám võng dần dần đi xa. Lần thứ hai nàng rơi lệ. Lần đầu tiên là lúc nàng biết được chân tướng thân thế của chính mình, trong lòng mất hết mục tiêu sống, tràn ngập âm u diệt thế. Duy chỉ có Trung Nhạc là thừa nhận nàng, dùng thân phận tộc trưởng hứa hẹn thừa nhận nàng là Phục Hy. Mà lần này nàng lại một lần nữa rơi lệ. Hải tử của ta, hãy bình bình an an mà sống. Cha mẹ ngươi không thể để cho ngươi có một tuổi thơ vui vẻ, không thể để cho ngươi có được hết thảy những thứ mà ngươi hẳn nên có, không thể để cho ngươi vinh quang vô tận, không thể giúp ngươi diệt trừ hết thảy địch nhân, không thể để cho ngươi có thể không buồn không lo lớn lên giống những hài tử bình thường. Hài tử của ta, cái mà cha mẹ ngươi đưa cho ngươi, ngoại trừ trách nhiệm và gánh nặng ra, cũng chỉ có huyết mạch khiến cho ngươi cả đời kiêu ngạo mà thôi. Ngươi có huyết mạch tinh khiết nhất, tôn quý nhất thế gian này. Thân thể nhỏ nhỏ của ngươi kế thừa lịch sử quang huy sáng lạn của tổ bối, ngươi kế thừa 200 vạn năm văn minh. Hiện tại ngươi vẫn còn rất nhỏ, nhưng ngươi là chư thần chi vương, chúa tể của chư thần đã được định trước. Ngươi là hoàng thần đã được định trước sẽ thống trị cái vũ trụ này. Ngươi sẽ không chết ở nơi này, hài tử của ta. Ngươi sẽ kế thừa vinh quang của Phục Hy và Yểm Tư, dũng cảm mà tiếp tục sống sót, kiêu ngạo mà tiếp tục sống sót kìa. Bởi vì ngươi là con trai của Phục Hy, là chúng thần chi vương. Ngươi là Trung Hoàng Thần, ngươi có họ của phụ thân ngươi, trong cơ thể của ngươi lưu chuyển dòng máu của tổ tông kìa. Tư Mệnh xoay người lại, nhất nhất lau đi sự mềm yếu và sự quyến luyến đối với con trai trong lòng chính mình. Nước mắt trong mắt của nàng đã khô, rất nhanh khôi phục lại tâm thái bình thường, lý trí chiếm cứ hoàn toàn nội tâm. Ánh mắt của nàng sáng ngời, quét nhìn về phía chư thần và thần vương trong đại điện ám võng, thanh âm bình bình tĩnh tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc nào. Chư quân, chúng ta hãy nghênh đón trận chiến này, nhìn xem ai có thể cười tới cuối cùng nào. Nàng đi ra ngoài, bàn tay nhẹ nhàng mở ra, lòng bàn tay nâng lên thần khí tạo hóa thật lớn, lên tiếng nói: Mẫu hoàng đại đế, thần khí vãng sinh ở đâu vậy? Hiện tại đã tới lúc để cho hai kiện thần khí này hòa làm một thể rồi. Mẫu hoàng đại đế thoáng có chút do dự, cắn răng tế khởi thần khí vãng sinh, than thở nói: Ta nhất thời không tra rõ, lên nhầm thuyền giặc rồi, hiện tại đã không xuống được nữa rồi. Chỉ mong sau trận chiến này, côn tộc ta còn có thể lưu lại giống nòi, cũng không đến mức diệt tuyệt. Hai kiện thần khí chuyển động ở giữa không trung dung hợp lại, chậm rãi hòa làm một thể. Đại đạo tạo hóa dung hợp với đại đạo vãng sinh, kiện trọng khí này nhất thời bộc phát ra một cỗ năng lượng vô cùng vô tận, tái hiện thời điểm trạng thái toàn thịnh trong tay của vãng sinh thần vương. Chiến lực của vãng sinh thần vương cũng không cường đại tới đâu, thế nhưng thần khí vãng sinh cũng không phải là vũ khí dùng để chiến đấu. Lực lượng mà kiện bảo vật này trưởng khống, ngoại trừ tạo hóa và vãng sinh ra, còn là một kiện trọng khí tác chiến đại quy mô. Thế nhưng hiện tại, khu luân hồi thứ 7 đã mở,
thánh địa vãng sinh tự động chìm ở trong khu luân hồi thứ 7, đại biểu cho đại đạo vãng sinh là một vòng của khu luân hồi thứ 7. Điểm này vô cùng quan trọng. Thần khí vãng sinh dẫn dục sinh ra trong thánh địa vãng sinh có thể lợi dụng khu luân hồi thứ 7 để tác chiến, giúp đám thần ma tụ tập tàn hồn phục sinh trở lại trong thần khí vãng sinh. Bất luận là địch nhân nào, cho dù có là đạo thần cũng tuyệt đối không thể cướp đi tổ đình được. Trong khu luân hồi thứ 7, dưới sinh mệnh của thụ, đám thần vương bọn Khởi Nguyên, Nguyên Nha, Phượng Thiên tụ tập cùng một chỗ, yên lặng mà nhìn về phía Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh, Mục Tiên Thiên đã tập kết thiên và một đám thần vương chuẩn bị tiến công tổ đình của Phục Hy Thị rồi. Lần này chỉ sợ tổ đình khó có thể chống cự được. Khởi Nguyên thần vương đứng dậy, không người nói. Nếu như Đại Tư Mệnh và Phục Hy đã là minh hữu, vậy chúng ta có nhúng tay vào trận chiến này hay không đây? Nếu không có chúng ta tương trợ, chỉ dựa vào bố trí của tổ đình hẳn là không thể bảo vệ được. Đại Tư Mệnh vẫn như cũ, nhắm chặt mắt ngưng thần, không mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Kết mình với ta cũng không phải là Phục Hy thần tộc, mà là Phục Hy. Hết thảy mọi chuyện phát sinh trong tổ đình đều không quan hệ gì với ta cả. Sống chết của bọn họ cũng không quan hệ gì với ta. Đám người Khởi Nguyên thần vương, Nguyên Nha thần vương liếc nhìn nhau một cái. Nguyên Nha thần vương thử dò xét hỏi. Nếu Phục Hy trở về, nhìn thấy tổ đình bị săn bằng, thân nhân và thế lực của chính mình đều bị chết sạch chết sẽ có thể vì vậy mà trong lòng sinh ra oán hận Đại Tư Mệnh không xuất thủ cứu giúp tổ đình hay không? Đại Tư Mệnh mở mắt ra chậm rãi nói. Ngươi sai rồi. Hắn và ta có địch nhân chung cực kỳ cường đại mà khủng bố kìa. Cho dù toàn bộ thân hữu của hắn đều chết cả, thì hắn cũng sẽ không oán ta khoanh tay không cứu tổ đình, vẫn sẽ liên thủ với ta. Huống hồ lần này khu luân hồi thứ 7 mở ra chính là chuyện tình xưa nay chưa từng có. Khu luân hồi thứ 7 nhất định sẽ trở thành căn bản để thống trị vũ trụ càn khôn, thậm chí là cả đạo giới kìa. Hiện tại Mục Tiên Thiên xuất lãnh đám thần vương khai chiến với tổ đình chính là thời cơ tốt nhất để diệt trừ thánh địa của đám phản bội đang chiếm giữ khu luân hồi thứ 7 kia. Khởi Nguyên thần vương mỉm cười nói. Đại Tư Mệnh tấn công sau huyệt của thiên, thiên sẽ không thể không chạy trở về phòng thủ, chưa chắc đã là không phải là chia sẻ áp lực với tổ đình. Nếu như Phục Huy Thị biết được, nhất định hắn sẽ cảm kích Đại Tư Mệnh, sẽ không oán hận đâu. Đám thần vương còn lại cũng nhao nhao gật đầu nói phải. Phải, chính là đạo lý này. Ánh mắt của Diễn Hành thần vương sắc bén, đột nhiên nhìn thấy một đạo trường hà vô hình trải qua ở xa xa, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng hỏi. Ồ, các ngươi có nhìn thấy một dòng sông hay không? Trên dòng sông kia còn có một con thuyền nhỏ, trên chiếc thuyền nhỏ có một đứa bé kìa. Các thần vương nhao nhao nhìn lại, lại không nhìn thấy cái gì cả. Diễn Hành thần vương mỉm cười nói. Đã chảy đi xa rồi, dòng thủy lưu kia chảy đi cực nhanh. Dòng trường hà ám võng lặng yên không một tiếng động thông qua khu luân hồi thứ 7 chảy về phía địa phương càng xa xôi hơn. Trung Hoàng Thần khóc mệt, mơ mơ màng màng tiếp đi. Không biết đã trải qua bao lâu, hắn chợt tỉnh lại, chỉ thấy chiếc thuyền nhỏ của chính mình đã dừng lại trên một phiến đại lục không biết tên. Mẹ! Tiểu Hải Nhi này bước lấm chấm dậy thuyền tiến về phía trước. Mẹ! Mẹ! Phía trước chợt truyền tới thanh âm rì rì rào rào. Mấy gã yêu tộc nhô đầu ra nhìn thấy đứa bé còn nhỏ nhỏ này. Ồ, nơi này có một tiểu yêu tộc, tự hồ là tiểu xà yêu, không biết là con cái nhà ai đây. Làm cha mẹ sao lại không có trách nhiệm như vậy, để con cái đi lung tung như vậy. Mấy gã yêu tộc kia nhất thời vê lại, mỉm cười nói. Tiểu gia hỏa, đi theo chúng ta đi, đi giao trại nhìn một chút đi. Nói không chừng là hai tử trong giao trại rồi. Mà nguy rồi, ma thần đã tới, chạy mau. Một mảnh ma khí cuồn cuộn phóng vọt tới, dập trời ngập đất. Một gã ma thần đứng trong ma vân đen như mực, khuôn mặt dữ tợn, vươn tay trả xuống phía dưới. Hắn cười hăng hắc nói. Vận may không tệ, vậy mà săn được mấy con vật nhỏ. Ồ, đây là cái gì vậy? Một đạo kim quang từ trong cơ thể Trung Hoàng Thần bùng phát, chấn cho toàn thân của hắn vỡ nát. Một gã ma thần cứ như vậy bị giết chết, ngay cả hồn phách cũng đều bị hủy diệt. Mẹ! Trung Hoàng Thần nhấp nháy mắt, có chút buồn bã, nói với mấy gã yêu tộc vẫn còn kinh hồn chưa định kia. Các người mang ta đi giao trái, ta muốn gặp tộc trưởng của các ngươi. Mấy gã yêu tộc hai mặt nhìn nhau. Một gã yêu tộc đánh bạo hỏi. Người muốn gặp tộc trưởng chúng ta làm gì? Bộ dáng tiểu hài tử này không ngờ lại có chút đường đường chính chính, căn bản không giống như chỉ mới một tuổi. Quả nhiên là thần ma thông tuệ trời sinh. Hắn nghiêm giọng nói.
ta muốn hỏi hắn nơi này là tinh cầu gì, thuộc tinh vực nào, sau đó mới tìm đường về nhà được. Giao Trại, tộc trưởng yêu tộc là một gã luyện khí sĩ cảnh giới thông thần cảnh, kinh ngạc nhìn tiểu hài tử nhỏ bé ở trước mặt của chính mình, có chút giờ khóc giờ cười, hỏi với gã yêu tộc kia: đây chính là tồn tại đáng sợ mà các ngươi đã nói kia sao? Mấy gã yêu tộc hai mặt nhìn nhau, một gã hùng yêu trong đó đánh bạo nói: hắn biết phát quang, thoáng cái đã giết chết U Hà Ma Thần, hơn nữa còn tuổi nhỏ đã biết nói chuyện rồi. Tộc trưởng yêu tộc nhìn thấy bọn họ kéo thủ cấp của U Hà Ma Thần về, cái đầu ma thần thật lớn giống như một ngọn núi vậy, không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn, trong lòng thầm nghĩ: lẽ nào tiểu oan nhi này là yêu thần chuyển thế hay sao? Hắn không dám sơ suất, nhất mực cung kính nói: tiểu ca này ngươi có lai lịch gì vậy? Cái này ngươi không cần biết đâu. Bộ dáng của Trung Hoàng Thần lão thành làm ra tư thái đại nhân nói: ngươi chỉ cần nói cho ta biết nơi này là tinh cầu gì, thuộc tinh vực nào, làm sao có thể rời khỏi nơi này được, những cái khác ngươi không cần hỏi tới đâu. Một nàng yêu nữ ở một bên có chút buồn cười, tiến lên ôm hắn vào trong ngực, mỉm cười nói: thật là một tiểu bảo bối khả ái mà, để A-di nựng ngươi một cái nào. Cái mặt nhỏ của Trung Hoàng Thần bị chôn vào trước ngực của yêu nữ, sắc mặt đỏ lên, dãy dụa đi ra, xấu hổ nói: Ta đã không bú sữa nữa rồi, từ lúc hơn 10 ngày tuổi thì ta đã cai sữa rồi. Sắc mặt của yêu nữ kia nhất thời đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói: người ta vẫn còn là hoàng hoa đại cô nương, mới không cho ngươi uống sữa kìa. Tộc trưởng yêu tộc cũng có chút do dự, nhìn bộ dạng và ngữ khí của tiểu gia hỏa này, tựa hồ không quá giống với yêu thần chuyển thế. Bất quá, thoáng ca đã đánh chết U Hà Ma Thần, chiến lực bậc này không phải là yêu thần chuyển thế, căn bản không thể nào nói nổi. Tiểu ca, nơi này là cốc thần tinh, thuộc tinh vực Huyền Tẫn. Truyền thuyết nói rằng, trong tuế nguyệt cổ lão, nơi này chúng ta đã từng sinh ra một tôn thần vương vô cùng cường đại kìa. Tộc trưởng yêu tộc mỉm cười, lên tiếng nói: còn về phần làm sao có thể rời khỏi nơi này, người cũng đừng suy nghĩ nữa đi. Trước khoan hãy nói, chỉ có thần ma thuần dương mới có thể bay ra khỏi lôi tầng thuần dương được, rời khỏi cốc thần tinh. Hơn nữa, cho dù người có trở thành thần ma thuần dương, khoảng cách giữa tinh cầu chính là vô cùng xa xôi, người cũng khó có thể vượt qua không gian vô tận được. Huống hồ, ta có nghe cố lão tương truyền nói ngoại vi tinh vực Huyền Tẫn vô cùng hung hiểm, khắp nơi tràn ngập những mặt cắt kìa, bao vây tinh vực Huyền Tẫn chúng ta bên trong. Những mặt cắt đáng sợ này nhìn từ xa giống như từng đoạn cầu gãy vậy, nhất định phải phóng qua những đoạn cầu gãy này mới có thể rời khỏi được. Bất quá, cho dù là thần hầu cường đại nhất kia cũng không thể nhảy qua những đoạn cây cầu gãy trong tinh không kia được, thông thường đều là sẽ táng thân trong những mặt cắt thể không. Ta còn nghe nói những đoạn cây cầu gãy kia chính là do tôn thần vương vô cùng cường đại kia di chuyển thánh địa của chính mình tạo thành kia. Một gã lão yêu già nua nói: hắn đã cắt đứt không gian tinh vực, dọn tiên thiên thánh địa của chính mình sang một chỗ khác, ngược lại vây khốn chúng ta ở nơi này. Tinh vực Huyền Tẫn chúng ta đã sinh dưỡng hắn, ngược lại bị hắn hại khổ rồi. Tộc trưởng yêu tộc trợn mắt nhìn hắn một cái nói: cho dù không có những đoạn cầu gãy kia, ngươi có thể rời khỏi cốc thần tinh hay sao? Ngươi ngay cả lôi tầng thần dương cũng không thể bay ra được, suy nghĩ nhiều như vậy ngươi không cảm thấy mệt mỏi hay sao? Vậy sau khi tu thành thần ma sẽ có thể rời khỏi nơi này hay sao? Trung Hoàng Thần lên tiếng hỏi: tộc trưởng, ta muốn tu luyện, các ngươi chuẩn bị cho ta một địa phương, ta muốn tu thành thần ma sau đó sẽ về nhà. Tộc trưởng yêu tộc chuẩn bị cho hắn một gian phòng. Trung Hoàng Thần ngồi đả tọa trong chốc lát, đang lo lắng không biết làm sao tu luyện, trong đầu đột nhiên ào ào xuất hiện vô số tin tức, chính là nói về pháp môn trúc cơ, nói về con đường chỉ tu hồn không tu linh của Trung Nhạc, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Những tin tức này không cần hắn đi lĩnh ngộ, tự nhiên mà vẫn hiểu được, rốt cuộc khiến cho hắn tìm được con đường tu luyện. Trong đầu của hắn cất giấu đủ loại tuyệt học mà Tư Mệnh đã chuẩn bị sẵn cho hắn, không chỉ có công pháp của 23 triều thiên đế Phục Hy, cũng có công pháp của đám cường giả bọn Âm Phiền Huyên, Kim Hà Hề, Yêu Tinh Nhi, còn có công pháp thần thông của các đại tộc như Lôi Trạch, Hoa Tư, cần cái gì đều có cả. Trung Hiếu Văn cũng truyền thụ cho hắn công pháp của Trung Nhạc. Những công pháp thần thông này đều đã biến thành vô số tin tức bí ẩn, ẩn giấu sâu bên trong đại não của hắn, cũng không có giải khai. Nhưng chỉ cần Trung Hoàng Thần bắt đầu tu luyện, những công pháp thần thông này sẽ tự động mở ra,
biến thành vô số tin tức để cho hắn tiếp nhận. Trung Hoàng Thần dự định bắt tay tu luyện, đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm hoảng ý loạn, cái bụng sôi trào, rồn rột vang dội, chỉ đành bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng, lúng ta lúng túng nói với tộc trưởng yêu tộc. Tộc trưởng, ta vẫn là chưa cai sữa rồi. Tộc trưởng yêu tộc bật cười nói, ta nói một tiểu hài tử chỉ hơn 10 ngày tuổi, sao có thể cai sữa được? Hổ thẩm 2 năm trước vừa mới sinh con, tiểu hổ tử vẫn chưa cai sữa đâu, hẳn là vẫn còn sữa kìa. Đám con nàng ngủ không hết, chia cho ngươi một chút là được. Hổ thẩm đâu rồi? Một con hổ yêu cao lớn thô kịch từ phía sau đi tới, sau lưng còn có mấy tiểu hổ, khỏe mạnh, kháu khỉnh đi theo phía sau. Tộc trưởng yêu tộc giải thích một phen, con hổ yêu kia mỉm cười nói, ta đang cảm thấy có chút căng cứng đấy, chia cho hắn một chút sữa là được. Dứt lời, liền ôm lấy Trung Hoàng Thần, ôm vào trong ngực. Trung Hoàng Thần đã có sữa bú, không còn tâm hoảng ý loạn. Mấy con tiểu hổ yêu phía sau kia nhìn thấy một màn này, nhao nhao kêu lớn, hắn bú sữa của chúng ta, hắn bú sữa của chúng ta kìa. Trung Hoàng Thần bú sữa no nê, mà đám tiểu hổ kia vẫn không chịu ngưng, không ngừng kêu gào. Sắc mặt Trung Hoàng Thần đỏ bừng nói, sau này ta báo đáp các ngươi là được rồi, các ngươi đi theo ta dạy các ngươi tu luyện. Kể từ đấy, Trung Hoàng Thần an cư tại giao trại, ngày thường vùi đầu khắc khổ tu hành, cứ 3 ngày 5 bữa lại tới chỗ hổ thẩm bú sữa ké, đồng thời chỉ dạy 3 tiểu hổ yêu kia tu luyện. Một ngày này, hắn gặp phải nan đề không cách nào giải khai, trong lòng sầu não, bất chi bất giác lâm vào ngủ say. Trong lúc mơ ngủ, hắn nhìn thấy một gã thần nhân toàn thân kim giáp tiến thẳng về phía hắn, không khỏi kinh dị. Táng Linh, ngươi là Táng Linh Thần Vương. Thiếu chủ, nơi này là địa phương Mục Thiên Đế sinh ra, trước đây thánh địa Huyền Tấn chính là ở nơi này. Táng Linh lo lắng nơi này còn có nhãn tuyến của Mục Thiên Tiên lưu lại, cho nên sau này chúng ta chỉ gặp nhau trong mộng. Nếu như thiếu chủ có nghi hoặc không hiểu gì, cũng có thể tiến vào trong mộng tìm Táng Linh. Trong lúc ngủ mơ, Táng Linh Thần Vương giảng giải cho hắn những nan đề khó giải. Trung Hoàng Thần nhất thời rộng mở trong sáng, lập tức tỉnh lại, một lần nữa tu luyện. Thân là hậu đại của hai vị phục khi còn lại đương kim thế gian, hồn phách của hắn cường đại không gì sánh được, thiên tư nghịch thiên. Tư mệnh dưỡng dục hắn trong bụng cả trăm năm đã chuẩn bị cho hắn căn cơ vô cùng vững chãi. Cộng thêm sự chúc phúc của chư thần, từng tôn thần vương đại đế chúc phúc cho hắn, hắn tiến hành tu luyện quả thật chính là nước chảy thành sông, làm ít lời nhiều. Mấy chục ngày sau, hắn đã tiến vào con đường mà ca ca Trung Hiếu Văn đã mở, dùng hồn làm linh tiến vào ổn hồn cảnh, trở thành luyện khí sĩ. Tại phụ cận giao trại có rất nhiều yêu ma quỷ quái, ma tộc thần tộc cũng thường xuyên chạy tới quấy phá, đi săn giết yêu tộc làm thức ăn. Giao trại phải thường xuyên chống lại những chủng tộc này xâm nhập, dị thường khổ cực. Cũng không lâu lắm, Trung Hoàng Thần cũng gia nhập vào trong tranh đấu phản kháng thần tộc ma tộc. Ở trong giao trại cũng có chút danh tiếng, mọi người đều biết có một gã luyện khí sĩ xà yêu chỉ hơn 1 tuổi, thế nhưng thực lực vô cùng lợi hại. Thời gian trôi qua trong lúc bất chi bất giác, Trung Hoàng Thần đã hơn 5 tuổi, nhưng vẫn chỉ là bộ dạng 1-2 tuổi. Hắn dưới sự bảo vệ của Táng Linh đã nghịch khai thất đạo luân hồi, tu thành nguyên đan, thọ nguyên tăng nhiều, đã có mấy trăm năm thọ mệnh. Nhưng bởi vì hắn tu luyện quá sớm, nhục thân trưởng thành chưa đầy đủ, vẫn chỉ duy trì ở bộ dáng vừa mới sinh ra. Đối với chủng tộc bình thường, chỉ khi nào tới 11-12 tuổi, hồn phách đã vững chãi mới thích hợp để tu luyện, mà hắn thì lại là thiên phú dị bẩm, vừa mới 1 tuổi đã bắt đầu tu luyện. Các loại thần thông nhìn qua một lần liền biết rõ nguyên lý, thi triển hạ bút thành văn, so với đám lão yêu quái 800-900 tuổi còn tinh diệu hơn rất nhiều, khiến cho người ta chật chật lấy làm kỳ lạ. Thời điểm 10 tuổi, Trung Hoàng Thần đã có thể chiến đấu ngang tài ngang sức với tộc trưởng yêu tộc, cảnh giới thông thần cảnh, không rơi xuống hạ phong, trở thành tiểu thủ lĩnh giao trại. Yêu tộc phương viên mấy vạn dặm đều biết trong giao trại có một gã xà yêu trẻ tuổi, thân cao không quá 2 thước, nhưng lại dị thường dũng mãnh thiện chiến. Thời điểm Trung Hoàng Thần 12 tuổi đã là cảnh giới thông thần cảnh, nhưng bộ dáng vẫn chỉ 12-13 tuổi, xuất lĩnh yêu tộc giao trại chinh chiến 4 phương, hàng phục từng cái yêu tộc thần tộc và ma tộc phụ cận, chém chết hơn 10 gã ma thần và thần minh, kinh hãi 4 phương, trở thành bá chủ 1 phương. Hắn dừng lại tại cảnh giới thông thần cảnh hơn 10 năm trời, mãi tới 22 tuổi mới đột phá, tu thành thần minh. Mà 3 con tiểu hổ yêu đi theo hắn tu luyện kia cũng đã lớn lên thành cự đầu yêu tộc, đã tu thành nguyên đan, thực lực vô cùng lợi hại. Trung Hoàng Thần truyền thụ cho bọn họ đều là tuyệt học đỉnh cao nhất của yêu tộc, chính là công pháp của Thiên Yêu Thị,
khiến cho bọn họ tiến hành tu luyện làm ít lời nhiều. Tu thành nguyên đan chỉ là chuyện nhỏ, tu thành thần minh cũng là dễ dàng. Năm xưa Bú Sứ Ké cũng đã tạo ra cho yêu tộc Cốc Thần Tinh ba đại cao thủ. Trung Hoàng Thần đợi tới lúc ba hổ yêu bọn họ tu thành pháp thiên cảnh, giao trại đã có sức tự vệ, lúc này mới chuẩn bị rời khỏi, tiến vào sâu bên trong tinh không tìm kiếm con đường rời khỏi tinh vực Huyền Tẫn. Mà vào lúc này, bên ngoài Cốc Thần Tinh, một chiếc lâu thuyền cổ lão đang lẳng lặng lái qua. Trong Cốc Thần Tinh, một gã thiên thần bay lên, đáp xuống chân lâu thuyền, khom người nói: "Lâu soái." "Không cần gọi ta là lâu soái." Trên lâu thuyền, đế uy lan tỏa, một vị đại đế trung niên đứng dậy, chậm rãi nói: "Nơi này dù sao cũng là tổ địa của Mục Tiên Thiên. Tuy nói Mục Tiên Thiên đã dọn thánh địa của nàng đi nơi khác, nhưng trong này chưa chắc đã không còn nhãn tuyến của nàng lưu lại. Chúng ta quy ẩn ở nơi này, mọi chuyện đều cẩn thận thì tốt hơn. Cốc Thần Tinh đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Mấy năm gần đây, trong Cốc Thần Tinh nổi lên một gã yêu thần, là một con xà yêu, thực lực rất lợi hại, đã đánh cho đám thần tộc ma tộc kia hoa rơi nước chảy." Gã thiên thần kia mỉm cười nói: "Nói tới cũng buồn cười, con yêu thần kia hiện tại thoạt nhìn chỉ mới 4 năm tuổi mà thôi." "Sao, 4 năm tuổi ư?" Vị đại đế trung niên kia thoáng trầm ngâm, trong mắt lan tỏa đầy uy nói: "Chẳng lẽ Mục Tiên Thiên đã phát hiện chúng ta ẩn cư trong cố thổ của nàng, cho nên mới an bài cao thủ chuyển thế tiến vào hay sao? Đi mời 13 huynh đệ của ta tới đây." Trôi qua mấy ngày, 13 chiếc lâu thuyền đại hạm bay tới, từng vị đế quân và đại đế trên hạm đứng dậy, hội hợp với vị lâu soái kia, lên tiếng hỏi: "Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lâu soái giải thích một phen nói: "Lai lịch con sải yêu này quỷ dị, không thể không tra. Ta triệu tập các ngươi tới đây là lo lắng nếu như có biến, không kịp thông chi các ngươi. Thôi đi thôi, chúng ta đi gặp con sải yêu kia nào." Chiếc lâu thuyền từ trên trời giáng xuống, thân tàu to lớn che khuất bầu trời, bao phủ thiên không Cốc Thần Tinh. Trung Hoàng Thần đang dự định rời khỏi Cốc Thần Tinh, đột nhiên không trung chợt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung một dòng thiên hà hào hào đãng đãng bao phủ Cốc Thần Tinh kín không kẽ hở. 14 chiếc lâu thuyền to lớn chạy trên dòng thiên hà kia, từng gã thần ma nguy nga vĩ ngạn đứng sừng sững trên những chiếc thuyền, hình dung đáng sợ. Đột nhiên một cỗ khí tức vô cùng khủng bố ba động, từng vị đại đế và đế quân nhao nhao đi xuống, thẳng tắp tiến vào giao trại. Đám yêu tộc trong giao trại kia đều bị đế uy và khí tức thần ma chấn áp, nhao nhao quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy. "Phục hy." Trên không trung giao trại, vị lâu soái kia nhìn về phía Trung Hoàng Thần, thân thể đột nhiên đại chấn, thất thanh nói: "Ngươi không phải là xà yêu, ngươi là Phục Hy, một tôn Phục Hy thuần huyết đã tu thành thất đạo luân hồi. Trời ạ, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Thân thể đám đại đế và đế quân còn lại cũng đại chấn, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. "Ngoại giới đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Phục Hy lại xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào ngoại giới đã thay triều đổi đại rồi hay sao? Chẳng lẽ con trai của Mục Tiên Thiên và Trung Sơn Thị sao?" Vị lâu soái kia định thần trở lại, vươn tay để cho Trung Hoàng Thần tiến vào trong lòng bàn tay chính mình, mỉm cười nói: "Người họ Trung đúng không?" Trung Hoàng Thần mờ mịt gật đầu một cái: "Ta quen biết phụ thân của ngươi, hắn lấy tên là Dịch Phong, được xưng là Dịch Tiên Sinh. Trước đây Dịch Quân Vương cầm quân đại chiến với ta không dưới trăm trận, đánh cho ta chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần." Vị lâu soái kia cười hăng hắc nói: "Ta vốn là chủ soái thủy quân thiên hà, gọi là Lâu Chính Sư, bị hắn đánh tới mức hoàng triều tan rã, tiêu tan. Cũng may hắn mở ra một mắt lưới, cho phép ta và những đạo hữu này có thể quy ẩn, lưu lạc tới nơi này. Trước đây phụ thân ngươi nhiều lần mời thính, mời chúng ta tham gia đại hội chư đế tương lai, chỉ là 100-200 năm gần đây không thấy hắn lại mời chào chúng ta nữa. Lẽ nào là đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, sao ngươi lại chạy tới đây?" Trong lòng Trung Hoàng Thần chấn động, thất thanh nói: "Các ngươi quen biết cha ta sao?" Từng vị đại đế và đế quân kia bật cười ha hả: "Chúng ta đều từng bị cha ngươi đánh cho tàn phế, đánh cho cực kỳ thê thảm. Hắn hạ thủ quả thật vô cùng nham hiểm, khiến cho người ta hận không thể vây quanh hắn, hung hăng đánh cho hắn mấy ngày mấy đêm kìa." Lâu Chính Sư mỉm cười nói: "Chúng ta là thống soái 14 quân bộ của tiền triều, bị đương triều xem như là phản tướng, nhận được nhân đức của cha ngươi, thả cho chúng ta một con đường sống. Chúng ta đơn giản ẩn cư dưới mí mắt của Mục Tiên Thiên, sống tạm cho tới tận bây giờ. Ngươi là con trai của Phục Hy, sao lại lạc tới nơi này vậy?"
Trung Hoàng Thần nhất thời đại hỉ, không người nói: thời điểm ta 1 tuổi đã bị mẫu thân lưu đày tới nơi này, kính xin các vị thúc bá mang ta về nhà. Đám đại đế và đế quân nhất thời kinh ngạc vạn phần. Lâu Chính Sư nghi hoặc hỏi: chẳng lẽ là vợ chồng son cãi nhau hay sao? Cũng được, nhà ngươi ở tại Tổ Đình, ta đưa ngươi trở về là được. Dứt lời liền đặt Trung Hoàng Thần lên trên lâu thuyền. Trung Hoàng Thần leo lên lâu thuyền, Thần Thiên Vương thôi động lâu thuyền chạy ra bên ngoài. Táng Linh Thần Vương ẩn núp trong bóng tối, thoáng do dự một chút, cuối cùng cũng không ngăn cản, vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động đi theo Trung Hoàng Thần. Đám đại đế và đế quân còn lại cũng là đi theo, mỉm cười nói: từ nơi này xuất phát đại khái cần thời gian 5-6 năm mới có thể đi tới Tổ Đình. Thật ra thời điểm cha ngươi mời chào chúng ta tham dự đại hội chư đế tương lai, chúng ta cũng đều đã đi rồi, chỉ là hành sự rất điệu thấp thôi, cũng không bắt chuyện với bất cứ kẻ nào cả. Chúng ta từ trong đại hội chư đế tương lai đều có thu hoạch khá nhiều, bằng không cũng không thể có được thành tựu như hiện tại được. Năm xưa bọn họ đều là thống soái một quân trong Thiên Đình Đế Minh, tu vi đế quân đại viên mãn, chỉ là về sau chán nản không muốn quy hàng đế hậu, cũng không muốn quy hàng Mục Tiên Thiên, cho nên mới ẩn cư tránh đời. Nếu như so với Trung Nhạc, bọn họ đều là thuộc về thế hệ trước. Bất quá đối với đám thế hệ thanh niên bọn Trung Hoàng Thần, Phong Hoài Ngọc, Trung Hiếu Văn thì đám người Trung Nhạc, Phong Hiếu Trung đã thuộc về thế hệ trước. Trung Hoàng Thần hiếu kỳ tra hỏi những cố sự của phụ thân. Đám đế quân đại đế này nhắc lại chuyện năm xưa, nhắc lại những trận chiến với Trung Nhạc, còn nói lại những truyền thuyết mà bọn họ nghe được, khi thì cười ha hả, khi thì thở dài thở ngắn. Những cố sự trong đó lư kỳ khúc chiết, khiến cho Trung Hoàng Thần nghe tới mức nhập thần, liên tục kinh ngạc tán thán. Đám thống soái Thiên Đình tiền triều này mặc dù ẩn cư tránh đời, thế nhưng cứ cách mỗi 100 năm lại xuất thế một lần đi tham gia đại hội chư đế tương lai. Đối với những đại sự phát sinh trong vũ trụ cũng đều là có hiểu biết, mà những đại sự này ít nhiều gì cũng đều có quan hệ với Trung Nhạc. Hóa ra cha của ta đã từng trấn thủ Chấn Thiên Quan nữa. Hắn ở trong Chấn Thiên Quan đã thả ra một tôn đại ma thần của thời đại Hắc Ám hay sao? Còn có rất nhiều người chết khủng bố phục sinh, kẻ xông vào Bích Lạc Cung thật sự là cha ta sao? Lâu Chính Sư và Thủy Sư Thiên Hà thật sự là đã tự sát tuấn táng rồi hay sao? Trung Hoàng Thần không ngừng tra hỏi. Khương Nghi Kỳ thật là bị Mục Tiên Thiên độc chết hay sao? Một vị trí giả như Tử Quang Quân Vương thật sự tự tuyệt chôn cùng với hắn hay sao? Mục Tiên Thiên thật sự có 3 tôn chân thân, 2 nam 1 nữ hay sao? Tiên Thiên Thiên Vương lên tiếng nói. Những cố sự này rất nhiều cái đều là chúng ta nghe nói, kinh lịch của cha ngươi đã trở thành truyền kỳ. Ta cảm thấy ngươi cũng không kém, kinh lịch của ngươi cũng có thể nói là truyền kỳ kìa. Chúng ta chuẩn bị nhảy ra đoạn cầu gãy rồi, đứng vững một chút đi. Trung Hoàng Thần nhìn về phía trước, chỉ thấy tinh vực Huyền Tẫn đã bị chém đứt. Phiến tinh vực này hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, đã tạo thành một mặt cắt thời không to lớn, hoàn toàn tách ra khỏi tinh vực Huyền Tẫn. Một mảnh thời không tinh vực ở trước mặt và sau lưng bọn họ đã đứt đoạn. Từ xa nhìn lại, phảng phất như có từng đạo cầu gãy cách bờ đối diện lẫn nhau. Từng chiếc lâu thuyền lướt qua đoạn cầu gãy đi tới phía đối diện. Thân tàu không ngừng chấn động kịch liệt. Cũng may ở trên thuyền đều là cường giả, có thể ổn định lại thân tàu, không bị mặt cắt thời không cắn nuốt. Ồ, đại đạo thiên địa ngoại giới tự hồ là có chút bất đồng. Thần Thiên Vương đã tu luyện tới đế cảnh, lập tức phát hiện ra đại đạo thiên địa của vũ trụ cổ lão có sự biến hóa rất nhỏ, sắc mặt ngưng trọng nói. Đại đạo biến động dị thường, tự hồ có rất nhiều tồn tại cường đại đã chấn động thiên địa càn khôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Quy tắc đại đạo thiên địa đang thay đổi, ta cảm giác được bên trong thể không đã xuất hiện một thế giới khác vậy. Ma Thiên Vương cũng lẩm bẩm. Thế giới này tương liên với nguyên thần của ta, phảng phất như nguyên thần của ta là một bộ phận của thế giới kia vậy. Quá kỳ quái rồi. 200 năm này, Trung Nhạc cũng không có mời chào bọn họ tham gia đại hội chư đế tương lai. Bởi vậy mặc dù ngoại giới đã giết tới trời nghiêng đất ngả, nhưng bọn họ cũng đều không biết, không bị ảnh hưởng tới. Tinh vực Huyền Tẫn đã trở thành một cái thế ngoại đào nguyên. Trung Hoàng Thần quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy địa phương bọn họ vừa mới nhảy ra từ một tầng hào quang thật mỏng, hoàn toàn không nhìn ra bên trong hào quang là tinh vực Huyền Tẫn mênh mông vô ngần, không khỏi chập chập lấy làm kỳ lạ. Lực lượng của các đại năng thật sự là hùng vĩ kỳ bí mà. À đúng rồi, các vị thúc bá,
thánh địa Huyền Tẫn của Mục Tiên Thiên chính là xuất phát từ nơi này. Các người có biết hắn đã rời thánh địa Huyền Tẫn đi tới nơi nào rồi không? Hắn đột nhiên dò hỏi. Đám thống soái tiền triều nhao nhao lắc đầu. Thiên Cương Đế Quân nói: Mục Tiên Thiên rất giỏi ẩn núp, vô cùng ẩn nhẫn. Nàng ta dọn thánh địa đi chính là vì đề phòng bị Cửu Gia tìm được. Bất quá nghe nói cha ngươi trưởng quán Thiên Đạo Đồ, trong đấy lưới trời tuy thưa thế nhưng khó lọt. Hoặc là có thể dùng thiên võng thông qua tinh vực Huyền Tẫn để suy tính nơi hạ lạc của thánh địa Huyền Tẫn kia được. Về phần có thể tìm được hay không, chúng ta cũng không biết được. Hạm đội này chạy ở trong vũ trụ của Lão Minh Mông. Trong lúc bất chi bất giác đã là 5 năm trôi qua, khoảng cách tinh vực Tổ Đình càng lúc càng gần. Sắc mặt các vị đế quân và đại đế ở trên thuyền càng lúc càng ngưng trọng. Chu Thiên Tinh Quân quan sát tinh không bốn phía lên tiếng nói: Sát khí thật nặng, vô số thần ma đã táng thân, oán khí quá nặng đã ảnh hưởng tới tinh tú của vũ trụ của lão vận hành. Nguồn gốc của cỗ sát khí này chính là ở phía trước kia, chẳng lẽ là Tổ Đình hay sao? Khí tức thật cường đại. Là thần vương tồn tại thái cổ, hơn nữa không chỉ có một tôn đâu. Đó là cái gì vậy? Nửa bên quang minh, nửa bên hắc ám hay sao? Quá đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Trong lòng của Trung Hoàng Thần lo lắng bất an, đã nhìn thấy Tổ Đình đang bị hắc ám và quang minh bao phủ. Toàn bộ Tổ Đình đã rơi vào trong quang ám giao thế. Hạch tâm của quang ám chính là đại đạo thần ma cuồn cuộn chuyển động. Phía trên quang và ám còn có một tầng trọng thiên, 33 tầng trời bao phủ nơi đấy, tựa hồ là muốn đè xuống. Mà ở khu vực hạch tâm của Tổ Đình có hai cây thần trụ xanh um tươi tốt đang nâng lên một mảnh lãnh địa, vô số đại đạo quay cuồng. Trung tâm hai cây thần thụ là một kiện luân bàn to lớn đang không ngừng xoay chuyển, khiến cho hắc ám kia, quang minh kia và đại đạo thần ma kia không thể nào đè xuống được. Không thể tiến tới phía trước được nữa rồi. Thần Thiên Vương dừng hạm đội lâu thuyền lại, trầm giọng nói: Nơi đó là chiến trường thần vương, ngay cả thiên cũng đã xuất hiện. Chúng ta tiến vào nơi đấy chính là tự tìm đường chết thôi. Trung Hoàng Thần, ngươi không thể về nhà được nữa rồi, đi theo chúng ta đi thôi. Tổ Đình bị công phá nó thành định cục rồi. Chu Thiên Tinh Quân nhìn về phía xa xa, cảm thấy hãi hùng khiếp vía, lắc lắc đầu than thở: Hiện tại ta đã biết vì sao ngươi lại bị mẫu thân lưu đày. Mẫu thân ngươi lo lắng an nguy của ngươi, biết rõ Tổ Đình chắc chắn sẽ bị công phá, cho nên mới sớm đưa ngươi rời khỏi nơi này. Cha ngươi có ân với chúng ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn, đi thôi. Trung Hoàng Thần ngơ ngác nhìn về phía Tổ Đình, thân thể run rẩy. Ký ức đối với Tổ Đình giống như nước thủy triều phóng vọt tới. Hắn đột nhiên nói: Đa tạ các vị thúc thúc ba bá đã mang ta tới đây. Ta đã thành niên rồi, không thể không có trách nhiệm với nhà và tộc được. Tiểu chất sẽ tự mình trở về. Thần Thiên Vương giơ tay lên trấn áp hắn, xoay chuyển đầu thuyền, ngư khí lạnh lùng nói: Ngươi đã có hậu đại rồi sao? Mẫu thân ngươi thật không dễ dàng mới đưa ngươi rời đi được. Nếu ngươi chạy trở về tìm chết, chẳng phải phục khí sẽ bị tuyệt hậu rồi hay sao? Đi thôi. Từng chiếc lô thuyền lái về phía xa xa, rời xa khỏi Tổ Đình. Trung Hoàng Thần ngơ ngác đứng trên bong thuyền, không thể động đậy, trong lòng một mảnh bi thương. Đột nhiên chiếc lô thuyền nhẹ nhàng chấn động, giống như rơi vào trong bùn lầy vậy. Trong lòng đám thống soái tiền triều giật mình, vội vàng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bốn phía xung quanh hạm đội lâu thuyền đột nhiên xuất hiện vô số tinh tú. Hạm đội của bọn họ đã lái vào một mảnh tinh vực đột nhiên xuất hiện, bị đám tinh tú kia cuốn lấy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Từng vị cường giả vội vàng bay thẳng lên không trung, nhìn xuống phía dưới, không khỏi trừng mắt cứng lưỡi. Chỉ thấy mảnh tinh vực đột nhiên xuất hiện này kéo dài liên miên không biết bao xa, thông suốt bốn phương. Từ xa nhìn lại phảng phất như một gốc thực vật kỳ lạ, giống như một sợi dây leo vậy. Chỉ là sợi dây leo này không khỏi cũng quá lớn một chút, ngay cả sợi rễ cũng biến thành vô số tinh tú, liên tiếp thành từng đạo tinh hà. Mảnh tinh hệ này cực kỳ cổ quái, trong lúc bất chợt xuất hiện khiến cho bọn họ ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã rơi vào trong đấy. Tinh vực kỳ quái này là từ đâu mà tới đây? Trong lòng đám người, đế quân và đại đế hoảng sợ, không biết đã là tin tốt hay là tin xấu đây. Đúng lúc này, chỉ thấy mảnh tinh vực này nhanh chóng thu nhỏ lại. Vô số tinh cầu, thái dương giống như từng điểm liên quan càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng tinh tế, khiến cho sợi dây leo kia cũng lộ ra càng lúc càng tỉ mỉ. Bang một tiếng, sợi dây leo rơi xuống, biến mất vào trong một chiếc lâu thuyền. Đám đế quân và đại đế vội vàng bay về phía chiếc lâu thuyền kia.
bọn họ chỉ thấy một gốc thanh đằng đang quấn lấy cánh tay của Trung Hoàng Thần. Hoàng Thần, hai tử của ta. Một cỗ tinh khí, tinh thần tối tăm bùng phát, khiến cho 14 vị đại đế, đế quân chân đứng không vững, không ngừng lui về phía sau, không thể tiếp cận Trung Hoàng Thần được. Thần Thiên Vương lập tức cảm ứng được chấn áp của chính mình đối với Trung Hoàng Thần không cánh mà bay, căn bản không thể chống lại lực lượng từ trong gốc thanh đằng kia truyền tới. Cỗ lực lượng kia hạo hạo, đáng đáng mà thâm thúy, vô cùng cường đại, tràn ngập cảm giác bá đạo, đạp phá thời không. Cỗ tinh thần khủng bố kia vẫn còn ba động, khiến cho chiếc lô thuyền cũng phát ra thanh âm răng rắc, răng rắc. Cho dù là thời không xa xôi nhất cũng không ngăn cản được sự tưởng niệm của ta đối với ngươi, hài tử của ta, kẻ kế thừa Phục Hy thần tộc, vì phụ xuyên qua thời gian 80 năm, đối ngoại với ngươi. Đi thôi, mang theo luân hồi đăng đi tới tổ đình, hoàn thành tâm nguyện của vi phụ. Lực lượng của ta sẽ thông qua luân hồi mà truyền cho ngươi. Đi thôi, đi thôi. Trung Hoàng Thần nhất thời ngẩn ngơ. Cha, là thanh âm của cha ta sao? Đám người Thần Thiên Vương nhất thời hoảng sợ, chỉ thấy gốc luân hồi đằng kia đâm vào trong bí cảnh của Trung Hoàng Thần, hình thành nên thất đạo luân hồi hoàn mỹ. Một cỗ lực lượng cường đại khôn cùng từ trong cơ thể Trung Hoàng Thần bùng phát, vô cùng nóng bỏng, giống như một tôn đế hoàng vô cùng cường đại vậy. Đi tổ đình, ta cần mượn tay của ngươi cứu vãn tổ đình. Cỗ tinh thần kia vẫn còn chấn động, Trung Hoàng Thần nhìn về phía tổ đình, khom người với đám người Lâu Chính Sư nói: các vị thúc bá, cha ta bảo ta đi tới tổ đình, ta sẽ đi tổ đình, bất luận là sinh hay tử, ta cũng muốn cùng với thân nhân của ta đồng thời nghênh tiếp kìa. Thân hình của hắn rung lên một cái, luân hồi đằng đột nhiên điên cuồng diễn sinh, vô số cành lá sợi rễ xuyên qua bí cảnh nguyên thần của hắn, liên tiếp với khu luân hồi thứ bảy, hiển lộ khu luân hồi thứ bảy hạo hãn ra trước mặt mọi người. Trung Hoàng Thần đi xuống lô thuyền, bước vào khu luân hồi thứ bảy, tiến lên đi về phía tổ đình. Ở dưới chân của hắn, sợi dây leo to lớn không ngừng lan tỏa, khiến cho khu luân hồi thứ bảy không ngừng run rẩy, phảng phất như chúa tể của khu luân hồi thứ bảy đã hàng lâm vậy. Đám đế quân và đại đế nhất thời ngẩn ngơ, vội vàng thôi động hạm đội lâu thuyền xông lên phía trước. Thần Thiên Vương than thở: tính mạng của chúng ta là do hắn cho, hiện tại cũng lắm trả lại cho hắn là được, đi thôi. Dịch Quân Vương vô cùng xảo trá, lần này không biết hắn lại muốn làm ra những thủ đoạn gì đây. Nói không chừng hắn thật sự có thể khiến cho tổ đình tránh thoát trận đại tai kiếp này được. Năm xưa cái tên khốn này cũng không thiếu trò lừa gạt chúng ta kìa. Tiền ra hỏa xấu tận mạng. Từng chiếc lâu thuyền thật lớn đột nhiên bị cành lá của luân hồi đằng nâng lên, tự động tiến về phía trước. Trung Hoàng Thần đứng trên một mảnh lá cây, nhìn thấy tổ đình càng lúc càng gần. Trong hắc bạch giao thoa, tổ đình đứng thẳng ở nơi đấy, thân thể vô số thần ma một nửa ở trong khu luân hồi thứ bảy, một nửa ở trong khu vũ trụ cổ lão đang lúc quyết chiến chém giết. Lại có từng vị tồn tại vô cùng cường đại, thân thể bao phủ trong thiên địa, giết tới trời nghiêng đất ngả. Từ nơi này nhìn lại, hết thảy mọi thứ trong tổ đình đều lộ ra mông lung mà không chân thật. Trận chiến đáng sợ kia, những thần thông đáng sợ kia ở trong khu luân hồi thứ bảy cũng lộ ra 10 phần vặn vẹo. Mà ở trong khu luân hồi thứ bảy cũng đang có từng tôn thần vương phát động tấn công tổ đình, từ nơi này nỗ lực phá vỡ tổ đình. Người tới, mau thông báo tên họ. Nam Minh Thiên Vương thoáng nhìn từng chiếc cổ thuyền bị lá cây nâng lên tiến về phía này, vội vàng nghênh đón quát lớn: nơi này là cấm địa, mau đi đường vòng mà qua, bằng không chém chết không tha. Xoẹt xoẹt. Trung Hoàng Thần chỉ tay một cái, vô số sợi rễ dây leo chui ra, trói toàn thân Nam Minh Thần Vương như một đòn bánh tét, kéo tới trước mặt đám người Thần Thiên Vương. Đánh chết hắn. Đám người Thần Thiên Vương, Tinh Chủ Thiên Vương nhao nhao tiến lên, tươi sống đánh chết Nam Minh Thần Vương. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng bất an. Đây rõ ràng là một tôn thần vương thái cổ, cho dù là thiên đế, ở trước mặt thần vương thái cổ cũng đều phải thấp hơn một cái đầu, lại cứ như vậy bị bọn họ tươi sống mà đánh chết. Nói không sợ, không hưng phấn, đó là không có khả năng. Năm xưa, chúng ta không muốn bước lên thuyền giặc của Mục Tiên Thiên, cũng không nguyện bước lên thuyền giặc của Đế Hậu, cũng không muốn bước lên thuyền giặc của Dịch Tiên Sinh. Hiện tại không ngờ lại bước lên thuyền giặc của Trung Hoàng Thần. 14 vị cường giả này có chút giờ khóc giờ cười nói: đánh chết tôn thần vương này chính là bước lên thuyền giặc không xuống được nữa rồi. Luân hồi đằng tiếp tục lan tỏa về phía tổ đình. Từng tôn thần vương từ khu luân hồi thứ bảy tấn công mặt lưng tổ đình, chính là đám thần vương đã bị thiên hàng phục kia, do tiên thiên tà đế dẫn đầu. Tà đế đã đánh vào nội bộ tổ đình, sắp sửa sắp nhập vực sâu của tổ đình.
Những thần vương còn lại nhìn thấy luân hồi đằng và 14 chiếc lâu thuyền bay tới, vội vàng nghênh đón khí diễm hung hãn. Trung hoàng thần chỉ tay một cái, lại là một tôn thần vương nữa bị trói, trực tiếp kéo lên trên thuyền. Đám người thần thiên vương, thiên cương đế quân, địa sát đế quân đồng thời cũng xông lên, loạn đao loạn kiếm mà tươi sống chém chết tôn thần vương bị trói chặt như đòn bánh tét này. Mọi người còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã lại có một tôn thần vương nữa bị kéo tới, cũng ném lên trên bong thuyền. Trong lòng bọn họ vừa mừng vừa sợ, lập tức một lần nữa chém chết. Uy năng của gốc luân hồi đằng này quả thật là cường đại, trói cái nào là chuẩn cái đó, ngay cả thần vương cũng không thể chạy thoát được. Bất quá đây hắn cũng không phải là lực lượng của tiểu phục khí trung hoàng thần này, mà là lực lượng của đại phục khí, là phụ thân của hắn thông qua luân hồi đằng truyền lực lượng tới cho hắn kìa. Trong lòng của đám đế quân và đại đế quân cũng đều kinh hãi khó hiểu, đưa lực lượng của chính mình từ tương lai tới hiện tại, đây là muốn thay đổi quá khứ hay sao? Loại thần thông này đã hoàn toàn thay đổi thưởng thức của bọn họ. Quá khứ không thể sửa, đây chính là thưởng thức. Cho dù là đại đế vĩ ngạn, thần vương tung hoành thiên hạ vô số năm tháng, cũng không thể thay đổi được quá khứ. Trừ phi có thể xây dựng ra được hệ thống thời không đại luân hồi, khiến cho thời gian và không gian hình thành nên một cái luân hồi thật lớn, mới có khả năng thay đổi được quá khứ. Đối với Trung Nhạc, tương lai hiện tại chính là quá khứ, làm sao hắn có thể thay đổi được quá khứ đây? Chẳng lẽ là tác dụng của gốc luân hồi đằng này hay sao? Trung Hoàng Thần từng bước tiến lên, kéo từng tôn thần vương lên thuyền mà chém chết, nhanh chóng tiếp cận mặt lưng của tổ đình. Hơn phân nửa tổ đình đã rơi vào khu luân hồi thứ 7, phân nửa còn lại ở trong vũ trụ cổ lão. Cái này đã cấp cho địch nhân cơ hội hai mặt giáp công. Nếu là trước đây, tổ đình cũng không có sơ hở này, dù sao cũng là đệ nhất sát trận do đích thân Phục Môn Đạo Tôn chỉnh hợp, không lưu lại bất luận góc chết gì cả. Nhưng hiện tại đã có khu luân hồi thứ 7, góc chết của tổ đình liền xuất hiện tại khu luân hồi thứ 7, cần phải đồng thời hai mặt tác chiến. Đối với đám người Tư Mệnh, Cản Đô, Lôi Trạch, lưu thủ tổ đình chính là cực kỳ bất lợi. Bọn họ cần phải bảo vệ cả hai phương hướng, phân nửa ở trong đệ nhất sát trận, phân nửa ở trong khu luân hồi thứ 7. Đệ nhất sát trận chỉ nhằm vào công kích tới từ vũ trụ cổ lão, đối với công kích từ phía khu luân hồi thứ 7 lại có chút không đủ lực. Đệ nhất sát trận vẫn là sát trận có uy năng cường đại nhất từ cổ chí kim, gọi là đệ nhất cũng không quá đáng, nhưng hiện tại đã có khả năng bị phá. Trước khi đám người Trung Hoàng Thần tới, phạm vi khu luân hồi thứ 7 ở mặt lưng của tổ đình đã bị công phá. Rất nhiều thần vương bọn Nam Minh thần vương đang lúc công kích đệ nhất sát trận, nỗ lực xông vào nội bộ của tổ đình, tan rã tòa sát trận to lớn khôn cùng, vô cùng đáng sợ này từ bên trong. Mà ở chính diện của tổ đình thì có những tồn tại đáng sợ, đám Hắc Đế, Bạch Đế, Tiên Thiên Thần Đế, Ma Đế và Tà Đế không ngừng tấn công, khiến cho đám người Lôi Trạch thần hậu không rảnh tay xuất thủ cứu viện mặt sau được. Mà đại quân thần ma của thiên đình và vũ trụ cổ lão thì có tới mấy ức vạn quân số. Cho dù có tồn tại đáng sợ như Mẫu Hoàng Đại Đế bậc này, cuồn cuộn không ngừng sinh ra vô số côn tộc dập trời ngập đất cũng khó có thể chống lại được. Mà khắc chế lớn nhất đối với côn thần, mẫu thần của côn tộc cũng không phải là đại quân thần ma của thiên đình mà là thiên. Trận chiến này, Bích Lạc tiên sinh của Bích Lạc cung, Ngục chủ Thiên Ngục và Đế Tu La cũng đều tham chiến. Những thiên đạo thân còn lại cũng nhao nhao xuất hiện, đều tự giáng ngự bảo vật thiên đạo của chính mình. Trong đấy, Đế Tu La chính là thiên mệnh thân, trưởng khống thiên mệnh đồ. Kiện bảo vật này được xưng là mệnh môn của thiên đạo. Một khi tế khởi lên, sẽ có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của một đám côn thần và mẫu thần. Bản thân côn tộc chính là nhục thân mạnh mẽ, nguyên thần yếu ớt, hồn phách của bọn chúng vô cùng yếu ớt. Đối mặt với thiên mệnh đồ bị tấm đồ này bao phủ, toàn bộ đều liền bị thảm. Cho dù mạnh mẽ như đế quân đại đế cũng không thể nào chống lại uy năng của thiên mệnh đồ được. Côn thần mẫu thần chết dưới tay Đế Tu La nhiều vô số kể, khiến cho Mẫu Hoàng Đại Đế hận tới mức hàm răng ngứa ngáy, hận không thể lập tức đánh chết tên Đế Tu La này. Nhưng những thiên đạo thân còn lại đồng loạt ra tay, có thể ngăn cản nàng lại. Cũng may thiên đạo thân cũng đã chết mấy người, không thể tập hợp đủ 30 bức thiên đạo đồ, cấp cho nàng cơ hội chạy trốn, cũng không luân hãm vào trong đấy. Còn về phần Hắc Đế, Bạch Đế, Thần Đế, Ma Đế, chính là do 4 vị thần vương đám Lôi Trạch, Thần Hậu, Tương Vương và Càn Đô tới ngăn cản. Thế nhưng Tiên Thiên Tà Đế và một đám thần vương do thiên điều khiển lại chỉ có thể do đám chư đế bọn Huyền Kỳ Nhị Đế, Trác Long, Yêu Thiên Đế, Kim Ô Thần Đế, Dương Hầu Ma Đế, Bí Hí, Bệ Ngạn, Thiên Cơ Thần Vương, Thiên Huyền Thần Vương tới ngăn cản.
Tà đế chính là cự bá trong thần vương, thực lực cường đại nhất. Cho dù là đệ nhất sát trận của tổ đình cũng rất khó khăn mới có thể ngăn cản, khiến cho bọn họ tử thương đông đảo. Mà Mộc Tiên Thiên cũng có chiến lực cấp thần vương, lực lượng của thiên cũng cực kỳ cường đại, bởi vậy tổ đình rất khó khăn mới có thể ngăn cản. Đại trận ngoại vi của đệ nhất sát trận đã bị công phá, mà đại trận nội tầng cũng đã bị xâm nhập, tràn ngập nguy cơ. Về phần thần ma Thái Cực Thành do Trung Nhạc một tay chế tạo, sớm đã bị phá tan không còn một mảnh. Mà trong đại trận nội tầng chính là quần thể thiên đình đã bị Cổ Nhạc cướp sạch dọn trở về, được xây dựng ở nơi này, vàng son lộng lẫy, nguy nga hùng vĩ, hiện tại cũng đã bị đánh tới mức rách nát tả tơi. Trên không trung thiên đình, từng kiện trọng bảo đáng sợ huyền phù, tràn ngập uy năng vô tận, trong đó có từng kiện trọng khí bên trong tổ đình. Chói mắt nhất chính là hai cây linh căn thần thụ, phù tăng thần thụ và tiên thiên quả thụ, kế tiếp chính là vãng sinh luân. Kế đó là một thanh chất đao nhuốm máu tọa lạc trên trảm đế đài, đao quang không ngừng lưu chuyển, chém chết bất cứ kẻ nào dám xâm nhập thiên đình. Còn có tạo hóa chi môn không ngừng phun ra nút vào huyền cơ nữa. Lại có từng kiện trọng bảo thượng cổ, chính là đế binh của đám chư đế thượng cổ đã chết trong tay Phục Mân đạo tôn kia luyện thành, nhiều tới 3000 kiện, được Phục Mân đạo tôn giấu bên trong tổ đình, xem thành kỳ ngộ trong tổ đình ban cho hậu nhân. Các tộc nhân tộc Hoa Tư và Lôi Trạch đều có rất nhiều hậu bối lịch luyện bên trong tổ đình, đã trải qua tầng tầng khảo nghiệm thu được trọng bảo. Vô số đế binh của các vị đại đế thượng cổ huyền phù trên không trung thiên đình, thủ hộ một mảnh lãnh địa cuối cùng. Mà bên trên vực sâu tổ đình chính là do Tư Mệnh Trưởng Khống chiếm cứ, thôi động đệ nhất sát trận đối kháng cường địch xâm nhập. Về phần Lục Đạo Thiên Luân thì được nàng giao lại cho đám cường giả trẻ tuổi có được huyết mạch Phục Hy, bọn Hiếu Văn Thị, Không Động Thị, để cho bọn họ dùng để đánh lén tướng lĩnh chư quân. Nàng cần phải giáng ngự đệ nhất sát trận, vừa khống chế vãng sinh luân, nhất tâm nhị dụng. Những nơi vãng sinh luân bao phủ, sau khi đám thần ma của tổ đình kia chiến tử, chỉ cần hồn phách vẫn còn, sẽ không hồn phi phách tán, bị vãng sinh luân tiếp dẫn tới, lợi dụng lực tạo hóa trọng tố nhục thân và nguyên thần phục sinh trở lại từ trong vãng sinh luân, tiếp tục chiến đấu chém giết. Thế nhưng nếu đã hồn phi phách tán, vậy thì không thể làm gì được nữa. Hơn nữa, có thể phục sinh trở lại từ trong vãng sinh luân, cảnh giới không thể quá cao. Vãng sinh luân nhiều nhất chỉ có thể phục sinh cường giả cấp đế quân, hơn nữa cũng tốn thời gian khá lâu. Nếu là đại đế chết trận, vậy thì không thể phục sinh được nữa rồi. Tư Mệnh liên tục thôi động đệ nhất sát trận và vãng sinh luân suốt hơn 20 năm trời, khổ cực là có thể tưởng tượng. Nàng đã sớm mệt mỏi tới cực hạn, cho dù có dốc hết khả năng, nhưng đệ nhất sát trận của tổ đình vẫn không thể tránh khỏi lộ ra sơ hở. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, sơ hở càng lúc càng nhiều, khiến cho từng tầng sát trận trong đệ nhất sát trận, từng cái bị công phá. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 332 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.